nó đã ghê không. Con này 7 lạng nè, 7 lạng rưỡi. Bánh tét, bánh tét chân nước. Hello cả nhà. Hôm nay Cường lại đi hâm bay gắn nữa cả nhà ơi. Thì hai bữa nay mình đi làm công chuyện phụ bà chị nên không có ra video. Hôm nay cũng tới ngày thăm rồi, hút luôn nha cả nhà. Hôm nay hút hai bữa luôn. Dính gắn dắt nào nấy ốm như con cò ma quá. Cũng mới chạy tới địa điểm thăm nha cả nhà. Luồng 7 này thì mới thăm cửa này cửa thứ 3 thôi. Mà không biết nó có hàng bọng gì không nên bữa nay cái này là cửa thứ 3. Cửa đầu tiên nó trúng dữ lắm, cửa thứ 2 thì nó cũng được được. Rồi tới cửa thứ 3. Cửa thứ 3 mất luôn 7 giống đâu nha. Trời ơi thiệt mà. Linh thiệt chứ. Hay hay quá hay. 7 đặt đây mà lấy luôn. Cái đầu tiên vô mất tiêu luôn rồi. Nản thiệt à. Thôi giờ qua cái thứ hai luôn cả nhà. Mất cái này còn cái kia. Cái bên đó mất rồi, cái bên đây chắc cũng hơi meo à. Đây chắc nó xử luôn quá. Hên quá còn. Sao cái này nó không lấy ta? Cái này không dính hả? Rồi, cái này chắc không dính, không lấy. Gắn mà chết rồi cả nhà. Cuốn ra luôn, còn con cái. Tiếp tục hâm bẫy nữa cả nhà ơi. Hốt con chừng ký lô với cho nó khỏe cho mình lên. Cũng thấy cứt rồi. Trời ơi chuột con luôn. Chỗ im nha em không dính. Bể nợ. Tiếp tục hâm bẫy nữa cả nhà ơi. Sáng giờ chưa có con gì bỏ vô vỏ hết. Chưa có một con gì luôn. Rồi cái này chắc chắc bớt nữa. Có dính này cả nhà ơi. Con gì đây? Trời ơi hổ chó. Hổ chó. Sáng vô thì mất lợp, bây giờ dính hổ chó. Đúng là truyền kỳ thiệt mà. Thấy mày tao cũng kỳ luôn rồi đó. Trời ơi ông ơi, chui vô đây làm chi vậy? Tao đâu có mượn mà vô đây làm chi. Hết hàm, còn mở hàng. Bắt mấy gà luôn đó nha. Ui. Xíu nữa không? Xíu nữa nó mổ. Đó, cắn đi, xóc gai coi nào đau biết liền. Nó con này chắc cả nửa ký quá cả nhà. Thấy cũng mập mập nè. Vô gắn nhất đi cho đỡ một chút. Ui đó. Ui chạy hả mày, chạy đâu. Ui trời. Quá nguy hiểm rồi, hùng quá hùng rồi cả nhà ơi. Quay táp ngay đầu con tay mình không. Nó thấy không? Bây giờ để mình xử lý nó cả nhà, cho vô túi lưới nha. Đúng là táp như chó không? Cái trong đây thì đặt chín rồi cả nhà, mình dính được con hoa hành khoảng 900 gram nha. Mà lần đầu mình sảy nó, rồi lần thứ hai mình dính lại nó. Lần
thứ ba đây, không biết có gì không đây. Sáng giờ còn con chó một hư hình luôn. Hy vọng cái này, hy vọng nha, hút em nó đi chẳng cặp cỡ ghẻ đâu đây. Gột quốc chuột chết rồi cả nhà. Tiếp tục 27 nữa cả nhà. Trời ơi, nay ta cắt cỏ trống chưa? Ừ, hên cho 7 chưa có bị lấy. Dính luôn đây. Hình như có cứt nha cả nhà. Dính luôn. Rồi, dính rồi cả nhà. Trời, hoa hành trà bá luôn rồi. Đây nè. Quá đã. Hên. Người ta không tham nha cả nhà, người ta không có lấy của mình. Đây, cỏ trống lỏng chưa? Lú cái lọp luôn, người ta không lấy. Nè, thác thần hồn ngũ hành luôn rồi. Sớm giờ mình mất ba cái lọp rồi đó nghe cả nhà. Đặt gắn cái làm lọp không kịp, tụi nó lấy luôn. Lấy cái quỷ khóc thần sầu luôn. Lớp nào nãy bị lấy rồi, bị đạp rồi, bị thâm nó mấy cái luôn. Nãy nản tuyệt độ luôn nha cả nhà. Hết muốn quay luôn. Em mở ra cho cả nhà xem nha. Từ sáng giờ con này là con đầu tiên, hổ hành đầu tiên. Trời ơi, con này có 7-8 lạng nha cả nhà ơi. Cả nhà thấy không? Đã ghê không? Quá trời cái phanh bánh tét luôn. Phanh bánh tét này ba ô nha cả nhà. Cái này bánh tét còn không ngựa bánh mì. Rồi bây giờ mình ra ngoài xe mình bắt cho cả nhà xem nha. Này nó ép con gắn mối nha cả nhà. Chết thú quắc luôn. Gớm luôn. Đứng trong cái hàng dừa này gió mát ghê cả nhà. Nay trời trong xanh nhìn đẹp ghê không nha. Nó quá trời mây luôn. Trắng tươi. Nãy nhà mình thăm cái cặp lộ dính được con nữa. Con cũng trọng sức rồi. Không có quay nha cả nhà, tại vì cặp lộ nên mình không có quay được. Thấy cái đầu nó cũng bự mà sao cầm lên dễ hiu. Con này chắc cắn nhì quá. Còn nãy cặp lộ mình thăm dính rồi nha. Trời ơi. Này cắn nhì vậy cả nhà, gắn nó ốm quá ốm. Ốm nhôm nhách. Với con hồi nãy nè. Đó, hai em nái. Đó, cả nhà thấy không? Hên quá, cũng có đó, đã có hàng. Nè, sáng giờ con không ngựa nè. Con duy nhất một. Để mình bắt nó ra nha. Con này chắc có nửa ký quá nha. Con này chắc không vô nhất nổi đâu. Có con này được cỡ 7 lạng, 8 lạng. Con này bự. Để mình bẻ cây chim hôm mắt nó ra nha cả nhà. Chuẩn bị bò ra nha cả nhà. Con này chắc 7 lạng rưỡi cùng. Tại nó vô cái lồng nhỏ nhìn thấy nó bự cả nhà. Cái lồng này có 6-7. Nó đã ghê không. Con này 7 lạng rồi. 7 lạng rưỡi. Bánh tét chà cuông. Quá đã cả nhà ơi. Từ sáng tới giờ mới có mùi hành. Mỗi mùi hành giết cái cũng thành ra nó bị ghiền nha cả nhà. Không có mùi hành là chịu không nổi luôn á. Nó đã ghê. Còn con nó trong đây nghe cả nhà. Con này có nửa ký à. Quá trời gió mát luôn. Gió liệt liệt mấy đọt cỏ luôn nha, thấy không? Đây có giỏng văn ngủ một cái hết biết. Bây giờ để mình cho vô túi lưới rồi mình bắt gắn nó ra cả nhà. Bắt nó ra luôn cả nhà ơi. Ra đây con trai. Trời ơi, nó bò lên trên.
Cả nhà xem video mình thấy hay thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình nha cả nhà, và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà trước nha. Trời, con rắn này nó khôn, chắc khôn cho nó mấy trái đu đủ quá cả nhà. Con này khôn đu đủ là vừa mềm luôn á, không có dai quá. Miệng thúi đó, không sử dụng thì chiêu cuối là nó vậy đó, là cỡ nào cũng phải bò ra nha. Đó, con này nửa ký nha cả nhà, kiếm hai con cái này nữa là bữa nay được rồi, ăn ít nó dai. Ngày chừng bán gắn thì kiếm lời chừng 300-400 ngàn là đủ tiền sống nha cả nhà. Quá trời đã luôn cả nhà, hai bữa nay không có cầm tới con hành luôn. Hai bữa nay mình đi cắt cam á cả nhà, cắt cam phụ bà chị á, nên không có đi thăm được, bỏ vàng bẫy này tới 9 ngày luôn rồi. Ta đặt bẫy 4 bữa ta thăm, mình đặt bẫy tới 10 bữa mình mới thăm luôn. Gắn cái con nào mé ốm nhưng còn ai á. Thôi vậy để cho vô túi lưới rồi mình dẫn cái nhà qua bên kia thăm hai cái nha. Bên đó mình clip đó một cái, với đầu bên kia một cái nữa. Hy vọng hai cái đó có hàng nha. Hỏi mình đặt cỏ con xanh dần, nay ta xịt thuốc cỏ cả nhà. Cỏ nó héo quá trời. Đừng nó mất cái bẫy luôn nha. Mất cái bẫy là buồn luôn á. Rồi rồi không xong rồi. Ơi còn còn. Dính luôn đây. Trời ơi mẹ ơi, không ngựa nữa. Chà bá nái luôn. Nó lên nặng nặng hết hồn hết chía chứ. Nó nữa. Nè cả nhà. Ôi trời, nhìn mặt thấy mặt ghét không. Mà để mình đặt cái bà lại, mình bắt gắn ra cho cả nhà xem nha. Hầu chó đó nha cả nhà. Trời ơi, có chút xíu. Nửa ký lô. Nãy nhìn bự hết sức. Nè cả nhà thấy không? Dã man thiệt. Bây giờ để mình chim hôm bắt nó ra cả nhà, con này nó muốn lột rồi. Mấy con gần lột cả nhà, bắt kỹ kỹ một chút nha, nó táp sản không chứ nó không có thấy đường nha cả nhà. Bởi vì bắt mấy con hôn ngựa. Đó. Ui. Trời. Quay lại nó không thấy đường cũng táp nữa. Con này còn nửa ký nữa, thấy chưa? Nuôi. Nuôi chết rồi, chết rồi. Trời ơi, trúng cái bồ cái xiển nỉa nhỏ luôn rồi. Thôi để giờ mình cho vô túi lưới cả nhà, để bây họ giặt tới giặt lui, họ gắn chết ngắt luôn rồi. Con này nhìn cũng được chứ, không mới nổi 5 lạng, 6 lạng được. Không mới nổi tệ. Đó, quay lại kênh luôn rồi. Hôm nay mình có 1 cái cả nhà. Nãy trời còn ui mát, giờ nó quá trời nắng luôn rồi. Quay anten đủ đại cho thiếu đại Vĩnh Long nó là khùng luôn. Quá trời nắng luôn. Có nhà thấy không? Trời quá trời trong xanh, xanh lè lét không có miếng mây nữa. Ủa? Đúng rồi, không có miếng mây nữa. Có hàng rồi cả nhà ơi. Có hành nha. Có hàng. Hàng nhỏ thôi, nông đậu nó banh hết trơn. Con này nó gì nghe cả nhà, nó không có đậu nữa, hình vòng tròn này luôn. Nè cả nhà nhìn cái đậu nè, lỡ lét hết trơn. Cho mày nông nha con. Không chịu ra nữa chứ. Đó, 3 lạng rưỡi cả nhà ơi. Ủa, nó xí cái tay mình nè.
nồng tét đầu luôn, hơn tông cục điện nữa cả nhà. Nè cái đầu đó nè, nó xiết tay mình nè. Con này 350g, con nhì. Yêu cầu đừng gắn mà vô cái lưới mà 1/2 á, nó nông mà không bị kẹt đầu á, là gắn nhì nha cả nhà. Trừ khi mấy con nhỏ quá nó nông, nó thọt cho thọt ra được thôi, chứ còn ngoài ra mấy con cỡ này nó nông, nó không bị kẹt đầu là gắn nhì hết nha. Bây giờ để mình cho tôi lưới rồi dẫn cả nhà đi thăm tiếp cả nhà. Chưa nắng quá trời nắng nè, để hồi là khùng luôn á. Tiếp tục nữa cả nhà. Hồi bữa mình đặt cái này nè, mà bữa hổm bị đã cắt cỏ lú ra là mình dời vô trong đây luôn. Dòng vô trong đây là có nha, hàng khủng kìa. Gọt quất chục còn luôn, trời chỗ nó im. Giờ lội vô chùm dừa nó thăm 2 cái, với bên kia 4 cái nữa là hết rồi cả nhà. Nay chắc thất nữa. Sáng giờ được có 3-4 gắn, 2 con ngựa, 2 con hành rồi. Ủa, 3 con hành chứ. Hy vọng là 6 cái này là có hàng nữa nha cả nhà. Còn ký 2 ký rồi hay gì. Quá trời nắng luôn. Rồi giờ để mình vô tới trong đó mình quay nha cả nhà. 2 cái bẫy này mình mới đặt bữa hổm nha cả nhà. Có cái gì không đây? Những con bự bự coi. Rồi, xong nữa rồi. Cực đáy vậy nha. Chừng nó chuột chết nữa nha, thiệt mà. Chuột chết bữa đầu tiên không rồi cả nhà. Kiểu này sao dính gắn không? Như đây mình có 1 cái nữa nha. Có đi lúa, có đi lúa. Như đây. Trời ơi, hành nhỏ cả nhà. Mini. Ui, con này gắn nhì. Khu vực vườn bưởi nha. Bưởi quá trời luôn. Bưởi nào cũng có cho nghe nha. Bưởi bự cũng có, bưởi nhỏ cũng có, búp búp cũng có luôn nữa. Bắt phải ra luôn nha. Con này có 300 à, 300g. Ý, trời ơi. Ỉa phúng phúng như dầu sen di động. Con này 300g. Hay cái này cũng ngon này. Rồi để cho vô túi lưới nha. Rồi cái dẫn nhà thăm tiếp nha. Còn 4 cái nữa. 4 cái lụm 4 con 4 kg được rồi. Đựng bự quá. Từ sáng đến giờ thì chết chuột quá nhiều rồi cả nhà ơi. Mình thăm cái vàng lợp này có 25 cái thôi mà mất hết 3 cái. Còn có 22 cái mà mình đem 19 con chuột. Mà dính có 5 con rắn nè. À. Cả nhà biết nó chết chuột bao nhiêu rồi đó. Nãy mới vừa thăm cái nó chết chuột nữa. Trời hổm á cả nhà, tại vì thời tiết nè. Nắng mưa bất thường quá, bởi vậy nó chuột nó không chịu không nổi cả nhà. Chuột mình thì nhỏ nhỏ không. Nhà thấy không, con nào cũng lấy bằng tay cái, bây giờ nó chịu không nổi chết, không thôi là nó chuột mà còn sống thì chắc cũng không đến nổi tệ, tại vì chuột nó chết quá nhiều luôn. Cái này cũng có cất cả nhà ơi, bự bự ghê, rồi nhẹ hiều nữa, trời dính gắn chút xíu mà đẩy hôm ghê trời, kẹt cái đầu. Chết hay sống, tôi còn sống nha. Dính gắn nhỏ mà đẩy hôm. Biết phải nó không nữa. Con khác vô nó ra nữa. Rồi để mình vào máy mình xử lý luôn nha cả nhà. Ca này lâu à. Dưới đây mình có 1 cái nữa cả nhà. Cái này chỗ ngon lắm mà nè. Hôm nay không thấy dính luôn. Không thấy dính dù chỉ 1 con nhỏ luôn.
không có gắn. Trời ơi, chuột nó chết nữa. Thiệt là tình. Không có rồi cả nhà ơi. Cái cuối cùng của luồng bẫy ngày hôm nay nha cả nhà. Cái này đặt hôm nay chưa bao giờ dính luôn á. Hai cái cuối nè. Cái quớt nữa rồi cả nhà ơi. Không có gắn. Chuột chết không. Rồi để mình tổng kết số gắn cho cả nhà xem luôn nha cả nhà. Hôm nay đi chừng cỡ 2 cái mấy gắn cả nhà. Gắn nhỏ nhỏ không nha. Được có con gắn bự. Cả nhà xem video của mình thấy hay thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi bye bye.